Cũng đã rất lâu rồi những chiếc China Light Cargo 747 mới quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cũng phải hơn một năm rồi á, và cùng mình tìm hiểu xem chuyến bay đầu tiên sau khi trở lại nó có gì nhé, cũng như những chiếc Boeing 747 khác tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh nào. Và trong buổi sáng hôm nay thì đầu tiên là một chiếc Boeing 767 của FedEx. Chuyến máy bay này sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh hướng về Jakarta, Indonesia. Và một đội bay của FedEx là một trong những hãng hàng không vận tải hàng hóa lớn trên thế giới, thành lập năm 1971. Và FedEx không chỉ nổi tiếng với dịch vụ giao nhận hàng hóa nhanh chóng, tin cậy, mà còn sở hữu một mạng lưới đường bay rất là rộng khắp trên toàn cầu. Hãng hàng không này vận hành đội bay hiện đại gồm có những máy bay vận tải như Boeing 777 hoặc Boeing 767 như trên màn hình đây, và giúp đảm bảo khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa rất là lớn và một cách hiệu quả. Và trung tâm điều phối chính nằm ở khu vực quan trọng như Memphis của Mỹ hay Paris của Pháp. Và FedEx đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn. Và FedEx thường sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng. Và những ai mà yêu thích dòng Boeing 767 và muốn nhìn những chiếc máy bay FedEx này có thể vào buổi sáng tầm khoảng từ 7:30 đến 8 giờ thì các bạn có thể thấy được chiếc FedEx này sẽ lăn ra đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng xin nói thêm một chút về đội bay của FedEx là một trong những đội bay vận tải hàng hóa lớn nhất, đa dạng nhất trên thế giới, và bao gồm các đội bay chính của FedEx gồm có là Boeing 777F. Đây là loại máy bay vận tải cỡ lớn của FedEx, và lâu lâu hình như là hãng mới tới ở đầu sân bay Nội Bài là chính dòng Boeing 777F này. Boeing 767-300F là một trong những loại máy bay phổ biến, và là đây là chiếc như một chiếc trên màn hình của chúng ta, đây là chiếc Boeing 767F. Và hãng còn vận hành Boeing 757 nữa, và trước đây thì hãng có vận hành những chiếc MD-11F là những cái loại 3 động cơ á, và Airbus A300-600F nữa, được sử dụng cho các chuyến bay trung bình thôi, nhưng mà đa số thì hãng hàng không này sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất là bằng Boeing 767F. Và chiếc máy bay của chúng ta đang dừng chờ trên đường băng 25 trái chờ chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines cất cánh thì sẽ tiến lên đường băng 25 trái. Và hy vọng là hãng sắp tới thì sẽ FedEx sẽ đưa những chiếc dòng máy bay Boeing 777F lớn của họ qua sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chiếc FedEx Boeing 767 này đã được lệnh lên đường băng 25 trái chờ lệnh cất cánh, và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Boeing 767-300 của FedEx. Và hiện tại chiếc Boeing 767 của FedEx phải lên đường băng 25 trái và dừng chờ ở đây để chờ một chiếc máy bay về hạ cánh. Và nhân đây mình cũng thông tin thêm về một vài thông tin về chiếc Boeing 767 mà hãng hàng không FedEx này đang sử dụng á, thì là chiếc Boeing 767 này có sức chở hàng hóa là khoảng 58 tấn hàng hóa, tương đương với 127.000 pound, và tầm bay khoảng là 6.025 km, tương đương khoảng là 3.740 dặm với trọng tải là tối đa luôn á. Thì hãng FedEx là hãng vận tải hàng hóa giữa các thành phố lớn trên toàn cầu mà không cần dừng ở giữa các hành trình. Và bây giờ thì chiếc FedEx đã được lệnh cất cánh rồi, và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Boeing 767 của FedEx. Sau khoảng hơn một năm ngóng chờ, China Airlines Cargo Boeing 747 đã quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và China Airlines Cargo là một nhánh vận tải hàng hóa của China Airlines, hãng hàng không quốc gia của Đài Loan. Đây là một trong những hãng hàng không vận tải hàng hóa lớn có vai trò quan trọng trong ngành vận tải quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và China Airlines Cargo bắt đầu hoạt động vào năm 1975, vậy cũng là khá là lâu rồi đúng không mọi người, là một phần của chiến lược mở rộng vận tải hàng hóa của công ty mẹ là China Airlines.
Đội bay thì họ sử dụng các đội bay là Boeing 747-400F. Đây là dòng máy bay vận tải hàng hóa chủ lực có khả năng chuyên chở khoảng 113 tấn hàng hóa với tầm bay xa, rất phù hợp cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương. Và hiện tại hãng mới nhận thêm những chiếc Boeing 777F. Hãng cũng đưa vào hoạt động những cái dòng máy bay này cho một vài cái chặng bay, và Boeing 777F cũng đã từng tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và mạng lưới đường bay của China Airlines Cargo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu với các điểm đến chính của châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương. Các trung tâm vận tải quan trọng bao gồm Đài Bắc, sân bay Đào Viên là căn cứ chính của nó, sân bay Los Angeles, Frankfurt và Sydney. Dịch vụ của China Airlines Cargo chuyên vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm các hàng hóa công nghiệp, điện tử, dược phẩm, hàng hóa dễ hỏng và hàng hóa nặng. Chẳng hạn như những chiếc Boeing 747 này có thể chở cả động cơ máy bay luôn nha mọi người. Hãng sử dụng các cung cấp các dịch vụ logistics tích hợp nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa mình nhanh chóng, an toàn, công nghệ và luôn luôn đổi mới. Hãng sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để theo dõi và quản lý hàng hóa, đảm bảo hiệu suất vận chuyển tốt nhất. Ngoài ra, China Airlines Cargo cam kết cải thiện hiệu quả nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon ra môi trường. Và với sự phát triển mạnh mẽ và đội bay của hiện đại của mình, China Airlines Cargo là đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Và rất là may mắn, đã hơn một năm rồi những chiếc Boeing 747 này đã mới quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì hãng sẽ duy trì là 2 chuyến một tuần, và vào buổi sáng khoảng 7 giờ 45 hãng sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và khoảng 9 giờ thì chuyến bay sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và hiện tại thì chiếc Boeing 747-400F này đang hướng lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh luôn. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Boeing 747 China Airlines Cargo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một năm quay trở lại. Và cũng sau khoảng vài phút chiếc Boeing 747 của China Airlines Boeing 747 cất cánh á, thì chiếc UPS Boeing 747-8 cũng đã lăn ra đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất để cất cánh đi. Và chiếc này tới trễ do nó tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Thông thường thì khoảng đến nửa đêm là nó đã tới rồi. Và cùng mình xem chiếc máy bay này nha. Và buổi sáng hôm nay thì một chiếc Boeing 747-8 của UPS mang số đăng bạ là N630UP cũng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, và chuyến này là bị chậm chuyến. Ngày thường á, thì theo như lịch dự kiến là 3 giờ sáng thì chuyến máy bay này sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà hiện tại thì chuyến bay này đã bị chậm và đến 7 giờ rưỡi sáng thì chuyến máy bay này mới tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì khoảng hơn 9 rưỡi thì máy bay đã nhận hàng hóa và đang tiến ra đường băng 25 phải. Và rất là may mắn hôm nay là mình đã quay được chiếc Boeing 747 của China Airlines Cargo lần đầu quay trở lại sau hơn một năm. Và ngay sau đấy là chiếc Boeing 747-8 của UPS. Và UPS là một trong những hãng hàng không mà vận tải hàng hóa lớn của thế giới, thuộc sở hữu công ty vận chuyển logistics tên là Unit Parcel Service, hay viết tắt là UPS, trụ sở chính đặt tại Louisville, Kentucky của Mỹ. UPS Airlines hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, hỗ trợ mạng lưới logistics toàn cầu của UPS dưới một số là các thông tin thành lập như sau này. Thành lập là UPS thành lập năm 1988, còn rất là lâu đời luôn đó nhỉ. Nhằm mở rộng khả năng vận chuyển hàng hóa của UPS, vận chuyển nhanh chóng, và trung tâm hoạt động chính của nó là Worldport, là một trong những hàng hóa lớn của UPS, tọa lạc tại sân bay quốc tế Louisville. Và đây là một trong những trung tâm logistics hàng không lớn nhất của thế giới.
và đội bay của UPS thì bao gồm Boeing 747-8F như là một trong những chiếc máy bay này đang có mặt trên màn hình, và Boeing 767, Boeing 757 và Airbus A300. Và chiếc máy bay này đang phải cách chuẩn bị được lệnh dừng chờ để có thể cắt ngang đường băng 25 trái để tiến về đầu đường băng 25 phải, do đang có một máy bay cất cánh ở đầu đường băng 25 trái. Đây là một điểm gọi là đặc biệt của UPS, đó là những chiếc máy bay của họ, chẳng hạn như Boeing 747-8 thì sẽ không được cất cánh đường băng 25 trái đâu, mà sẽ phải cất cánh ở đường băng 25 phải. Đây là một địa điểm khá là đặc biệt, và mọi người có thể thấy được rằng là những chỉ có những chiếc Boeing 747-8 thì mới được làm những điều này, còn không thì sẽ được dời về phía đường băng 25 trái. Và chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines đi sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội đã cất cánh, và chiếc UPS đã được xe dẫn cắt ngang đường băng 25 trái để tiến về khu vực đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và nói thêm về mạng lưới đường bay của UPS là kết nối khoảng hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa nhanh chóng, đáng tin cậy trên toàn cầu. Mạng lưới đường bay của UPS bao gồm các địa điểm như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latin. UPS cung cấp nhiều loại hình dịch vụ vận tải hàng hóa, bao gồm vận chuyển nhanh, vận chuyển hàng hóa nặng, hàng hóa dễ hỏng và các giải pháp logistics tích hợp cho các doanh nghiệp. Và UPS cũng sử dụng các công nghệ tiên tiến để theo dõi và quản lý các chuyến bay từ lúc hàng hóa được gửi đi cho đến khi mà về đến đích. Và UPS thường có những cái chặng bay từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, và từ như chặng bay này sẽ là từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và chiếc máy bay đã cắt ngang đường băng 25 trái và đang hướng về đường băng 25 phải, và sau khi hướng về được đầu đường băng 25 phải thì sẽ phải dừng chờ ở khu vực dừng chờ để chờ một máy bay, các máy bay về hạ cánh, để cho khi nào chống các không phận ở phần đáp 25 phải thì chiếc UPS này mới được lệnh lên đường băng 25 trái thì mới được lệnh cất cánh. Và chiếc xe dẫn đang dẫn chiếc UPS đang dẫn ra gần đường băng 25 phải. Và chiếc máy bay này mọi người thấy được rằng hôm nay nắng, thời tiết rất là tốt và không bị mù như những ngày trước. Và chiếc Boeing 747-8 này đang tiến ra và sẽ phải dừng chờ theo huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu, và xe dẫn sẽ thoát ly ra bên ngoài để cho chiếc máy bay này có thể tự vào khu vực dừng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc Boeing 747-8 này đã vào khu vực dừng chờ của trước đầu đường băng 25 phải và sẽ phải dừng chờ ở đây để chờ một chiếc máy bay Airbus A321 của Vietjet Air từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa về đến sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh. Thì sau khi hạ cánh thì chiếc UPS này mới được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và Vietjet Air Airbus A321 này cũng đang tiến vào hạ cánh rồi. Mọi người thấy được rằng đây là chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA632 với chuyến bay thực hiện từ sân bay Cam Ranh về đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì ở phía sau chiếc máy bay này hiện tại là đang trống để đảm bảo rằng cho chiếc Boeing 747-8 này có thể cất cánh được, thì khu vực đằng sau sẽ phải trống, và ở đầu đường băng 25 trái thì cũng sẽ không có máy bay nào lên đường băng cả, để đảm bảo rằng là ở sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có một máy bay nằm trên đường băng thôi. Và sau khi chiếc Airbus A321 này hạ cánh thì đến lượt Boeing 747-8. Một điều mà nhiều người chắc cũng để ý là những chiếc Boeing 747-8 ở sân bay Tân Sơn Nhất thì sẽ cất cánh đường băng 25 phải chứ không phải đường băng 25 trái như những chiếc máy bay thông thường này. Thì đó là cũng là một vài nguyên nhân mà sự đặc biệt của chiếc Boeing 747-8 khi tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc máy bay này đã được lệnh lên đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ được lệnh cất cánh luôn. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 747-8 UPS cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc.
và chiếc Boeing 747-8 đã cất cánh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.